70% khí thải ô nhiễm môi trường bắt nguồn từ các phương tiện giao thông với rất nhiều loại khí độc hại từ khói xăng dầu gây tác động xấu đến sức khỏe con người. Với mục tiêu hạn chế và tiến tới kiểm soát lượng khí phát thải từ các phương tiện giao thông, nhiều biện pháp can thiệp đã được các bộ ban ngành liên quan triển khai như hạn chế phương tiện cá nhân, cải tiến hoạt động lái xe theo hướng bền vững, xây dựng thói quen bảo dưỡng định kỳ đối với phương tiện. Cùng hướng tới các mục tiêu này, chương trình vận tải xanh đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai với sự hỗ trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Chương trình thực hiện tại Việt Nam từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 8 năm 2016 trong khuôn khổ chương trình môi trường trọng điểm tiểu vùng sông Mekong. Dự án triển khai 3 hợp phần chính. Hợp phần thứ nhất, công nghệ xanh và tài chính. Hợp phần thứ hai, đào tạo lái xe sinh thái. Hợp phần thứ ba, cải thiện quản lý hậu cần và tăng hệ số tải trọng. Nhiều chuyên gia đánh giá, dự án góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, đồng thời gia tăng lợi ích trong việc khai thác hành lang kinh tế đa quốc gia. Kết quả triển khai thực tế của dự án này đã chứng minh cái hiệu quả ứng dụng một số công nghệ xanh và kỹ năng lái xe sinh thái, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng và môi trường. Vì khả năng mỗi xe tải có thể giảm phát khí thải nhà kính từ 10 đến 13% trên mỗi xe. Theo chúng tôi, đây sẽ là cái động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp vận tải đường bộ Việt Nam chuyển mình hưởng ứng hiện đại hóa đoàn xe vận tải của mình, ứng dụng các công nghệ xanh và áp dụng kỹ năng lái xe sinh thái trong hoạt động vận tải, góp phần thực hiện thành công chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hành lang vận tải carbon thấp tại các nước tiểu vùng sông Mekong CMS. Ở dự án này, các loại xe tải trọng lớn, xe container, xe chở hàng chuyên dụng được tập trung nhắm đến, bởi đây là những loại xe có tác động lớn đến môi trường và kinh tế. Ba hợp phần của dự án vận tải xanh được nghiên cứu và khảo sát kỹ lưỡng dựa trên điều kiện thực tế và tính khả thi tại Việt Nam. Tổng kết, dự án vận tải xanh khởi đầu đào tạo 100 lái xe và 15 giảng viên. 11 xe tải được lắp thiết bị khí động học bao gồm mái trượt gió, thanh cản gió, thanh mở rộng cabin, 15 xe tải lắp lốp sinh thái và 2 công ty Việt Nam được chứng nhận nhãn xanh châu Á. Hợp phần thứ nhất, công nghệ xanh với mục tiêu xác định và thử nghiệm các công nghệ vận tải xanh với chi phí đầu tư thấp. Với việc sử dụng lốp tiết kiệm nhiên liệu, có lực cản lăn thấp, áp suất lốp được kiểm soát ở mức tối ưu đã làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu của xe tải từ 4 đến 6% so với trước khi áp dụng. Hợp phần này cũng tập trung nghiên cứu và lắp đặt máy trượt gió chuyên biệt cho xe nhằm làm giảm lực cản phía trước của phương tiện, nhờ đó tiết kiệm từ 2 đến 3% lượng tiêu thụ nhiên liệu. Hợp phần thứ hai, đào tạo lái xe sinh thái được dựa trên chương trình đào tạo quốc tế về kỹ năng lái xe tải. Lái xe sinh thái bao gồm các kỹ năng lái xe thông minh, giảm tiêu hao nhiên liệu và có thể áp dụng trên hầu hết các loại xe. Các kỹ thuật lái xe sinh thái bao gồm tăng tốc từ từ, duy trì tốc độ thích hợp, tránh sử dụng phanh bất ngờ, tiên liệu được các tình huống trên đường, giảm thời gian chạy không tải và chọn tuyến đường phù hợp. Kỹ năng lái xe sinh thái rất đơn giản nhưng lại có hiệu quả cao về mặt chi phí vì giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ, đồng thời thay đổi thói quen và phong thái lái xe, tăng tính an toàn và thể hiện trách nhiệm với toàn xã hội. Trên đường mình ra số vào số hợp lý và đến cái điểm dừng mình hạn chế được không đi ga lớn thì là nó không bị ô nhiễm về cái khí thải ra môi trường. Trước khi là chưa học ấy thì là xe vận chuyển chạy là hết mất 31 lít 100 cây. Thế sau khi học thì nó giảm thiểu ra được khoảng 2 lít 100 cây. Cùng với mục tiêu giảm thiểu phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính, tiết kiệm năng lượng, dự án vận tải xanh còn triển khai hợp phần thứ ba, cải thiện quản lý hậu cần và tăng hệ số tải trọng, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào các chương trình vận tải xanh quốc tế, giảm chuyến hàng trống, cải tiến hệ số tải trung bình của xe tải để giảm phát thải theo số km đường và thu hẹp khoảng cách giữa các chuyến đi hay các kho hàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Phương Anh là một trong những ví dụ điển hình về thực hiện các phương pháp tiếp cận hướng đến vận tải xanh. 100% lái xe và đội ngũ kỹ thuật trong công ty được đào tạo kỹ năng lái xe sinh thái, sử dụng lốp tiết kiệm nhiên liệu, lắp đặt thiết bị khí động lực học, bảo dưỡng xe, thay nhớt, giúp tiết kiệm nhiên liệu, cũng như không ngừng có các biện pháp cải thiện logistics, tăng cường hiệu quả của chuyến đi.
Ví dụ như lốp thì bây giờ công ty vẫn đang là ra một cái hạn mức là chạy khoảng 100.000 km. Còn dầu thì vào khoảng 20.000 km là sẽ thay dầu của động cơ. Còn bảo dưỡng ấy, thì nó vào khoảng 40-50.000 km là sẽ tiến hành bảo dưỡng xe một lần. Sau khi mà áp dụng đúng cái quy trình như thế ấy, thì xe vận tải trên đường rất là an toàn, không có hiện tượng hỏng hóc mà đạt được cái tiến độ sản xuất rất là tốt. Việc theo quy tắc mới, thay đổi thói quen công việc khiến cho các lái xe tại công ty phải mất tới 6 tháng để tuân thủ đúng quy trình. Đổi lại là lợi ích tài chính nhờ tiết kiệm chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng, đồng thời nâng cao vị thế thương hiệu, hình ảnh trách nhiệm xã hội của công ty. Công ty tổ chức định kỳ đào tạo kỹ năng này cho các lái xe. Toàn bộ anh em cán bộ công nhân viên có những cái ý thức tiết kiệm và có những cái sáng tạo trong cái cách thức vận hành, chia sẻ cách làm. Từ một cái xe thông thường chở được 1-2 xe thì chúng tôi thay đổi chở đến 5-6 cái, giảm 2/3 lượng xe chạy trên đường. Những cái sáng tạo của anh em cán bộ nhân viên đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho bằng sáng chế về bộ gá để nâng cao cái năng lực vận tải của container. Được tất cả các hãng ô tô trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Điển hình là công ty bảo hiểm Tokyo đã sang đánh giá. Từ thực tế hiệu quả của dự án cho thấy, áp dụng kết hợp các biện pháp có thể giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu từ 10 đến 15%, giảm phát thải khí CO2 từ 11 đến 15 tấn mỗi xe hàng năm. Tuy nhiên, các hoạt động của dự án vẫn gặp những rào cản do thiếu sự quan tâm đầu tư đúng mức từ doanh nghiệp, những đơn vị thu được lợi ích đầu tiên từ các hoạt động. Bên cạnh đó, các kỹ năng lái xe sinh thái chưa được đưa thành nội dung bắt buộc trong chương trình đào tạo lái xe, khiến cho khả năng mở rộng việc đào tạo này còn hạn chế. Ý kiến đặt ra đấy là nên đưa cái nội dung này vào cái chương trình đào tạo lái xe, thì tôi cho đó là cái ý kiến rất là phù hợp, rất là cần thiết để triển khai được cái nội dung này vào trên thực tế mà nó phát huy hiệu quả đấy, thì có lẽ là chúng ta đồng thời đi theo hai hướng. Một là chúng ta cũng phải bổ sung cái nội dung này vào cái chương trình đào tạo lái xe đối với những cái người mà học lái xe chuyên nghiệp. Thế và một cái hướng thứ hai đấy là chúng ta cũng phải đưa vào trong cái quy định về điều kiện kinh doanh vận tải theo một cái lộ trình nhất định đối với những người đã có giấy phép lái xe rồi, và chúng ta làm là từ thấp lên cao. Có thể là cái giai đoạn đầu thì làm những cái nội dung là nó đơn giản hơn, và những cái bước tiếp theo phải rất là nâng cao hơn nữa trong cái quá trình chúng ta tổ chức thực hiện. Thống kê tại Việt Nam đến hết tháng 12 năm 2015 đang có gần 3 triệu xe tải đang lưu hành. Mặt khác, chỉ khối lượng vận chuyển hàng hóa, vận tải đường bộ chiếm tới 77% tất cả khối lượng vận chuyển hàng hóa. Theo thống kê, tổng lượng phát thải khí nhà kính của Việt Nam năm 2010 là 226 triệu tấn CO2, riêng ngành giao thông vận tải chiếm khoảng 32 triệu tấn CO2. Những con số này sẽ được giảm xuống khi có sự quan tâm đầu tư từ các doanh nghiệp và đội ngũ lái xe, cũng như những chính sách cần thiết của nhà nước để thúc đẩy chương trình vận tải xanh phát triển một cách toàn diện. Chương trình là cơ hội để mở ra kết nối lưu thông hàng hóa, hình thành sàn giao dịch vận tải, tạo thuận lợi cho thương mại và phát triển kinh tế, tăng cường hợp tác liên kết vùng và khu vực, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm các tác động đến hệ sinh thái môi trường xung quanh.